chân dung nghi can bắt cóc bé gái rồi sát hại qua lời kể của hàng xóm. Theo lãnh đạo địa phương, nghi phạm bắt cóc sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội trước có tiền án tiền sự, tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc, thu nhập thấp và có vướng vào nợ nần. Ngày 21 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang, nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi để tống tiền. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó, ông Ngô Văn Về, 47 tuổi, sống gần nhà Trang kể. Trang học và tốt nghiệp ngành sư phạm. Sau khi ra trường, trong khoảng 3 năm, thấy bảo Trang dạy học tại một trường cấp 3 ở địa phương. Do không thi được công chức, lương giáo viên hợp đồng thấp nên năm 2021, Trang bỏ nghề giáo. Ở nhà, nó cũng chịu khó, nhìn thấy người lớn đều chào hỏi. Nhà có công việc gì đều phụ giúp bố mẹ, ông Về nói. Và bộc bạch, việc Trang gây án khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Ông Về không dám nghĩ rằng cô gái gần nhà chính là nghi can bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi tại huyện Gia Lâm. Giờ khổ nhất là bố mẹ, nuôi bao năm ăn học, chưa một ngày báo đáp, giờ lại gây họa khiến cả gia đình khổ sở, ông Về nói. Trong khi đó, bà Y hàng xóm cũng nhận xét, khi còn sinh sống làm việc tại địa phương, Trang chăm chỉ chịu khó, không có điều tiếng gì. Con trai lớn của bà Y cũng từng được Trang dạy học. Trong suốt 3 năm dạy dỗ con trai mình, bà Y đánh giá Trang trên cương vị giáo viên là rất nghiêm khắc, quan tâm học sinh. Tuy nhiên, sau 2 lần thi tuyển công chức vào trường, Trang đều trượt nên đã xin nghỉ dạy. Theo bà Y, năm 2021, Trang rời quê hương đi Bắc Ninh làm công nhân. Cũng kể từ thời điểm này, bà Y cũng như hàng xóm thôn Trung Bình ít nhìn thấy Trang. Bà Y nói rằng đến khoảng tháng 11 năm 2022, bà nghe tin Trang nợ nần. Dù vậy, mọi người trong thôn cũng không quan tâm, không hỏi han vì nghĩ đây là chuyện cá nhân. Tết Nguyên đán 2023, Trang về lại quê ở nhà, đến khoảng tháng 4 thì đi Hà Nội nhận đưa đón học sinh. Từ đó trở đi, mọi người tại thôn Trung Minh cũng chẳng còn để tâm đến cô gái duy nhất từng là giáo viên của làng này ra sao. Đến khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9, qua mạng xã hội, bà về đọc được tin có một vụ bắt cóc tống tiền. Bà Y xót xa, thương cảm khi biết thêm nạn nhân là một bé gái 21 tháng tuổi đã bị giết. Tuy nhiên, điều làm bà bất ngờ hơn là hình ảnh của nghi can gây án lại chính là Giáp Thị Huyền Trang, người từng dạy học cho con trai bà. Nhìn ảnh chân dung nó, tôi nhận ra ngay, nhưng đến bây giờ tôi vẫn hy vọng nó không làm vậy. Nếu thật thì khổ thân bố mẹ nó lắm, bà Y tâm sự. Giống với lời chia sẻ trên của bà Y, bà Hát là người cùng xã cũng kể rằng bà nghe tin Trang nợ nần và phải để bố mẹ trả giúp. Thời còn ngồi ghế nhà trường, con gái bà Hát học cùng lớp với Trang. Ông Trần Công Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Ngọc cho biết, gia đình Giáp Thị Huyền Trang có 3 chị em, Trang là con cả. Dù tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng Trang không xin được công việc ổn định. Ở địa phương, nữ nghi can chưa có điều tiếng, tiền án, tiền sự. Bố mẹ Trang thuần nông, chịu khó làm ăn và có nhiều đóng góp cho địa phương, ông Việt nói. Khi hay tin Trang là nghi can sát hại bé gái 21 tháng tuổi, người dân và chính quyền địa phương hết sức bất ngờ.